lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Điện máy Đa năng Superfast. Thì đến với Điện máy Đa năng Superfast hôm nay thì quý khách hàng sẽ cùng đi khám phá những phụ kiện đi kèm với máy trà sàn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm đầu tiên, đó chính là mâm bàn chải mềm. Mâm bàn chải mềm được thiết kế với những sợi cước mềm nhỏ như thế này, hỗ trợ chúng ta làm sạch những bề mặt trơn bóng như là sàn đá, granite, đá bồn hoặc là những bề mặt thảm. Thì với thiết kế được những cái sợi cước mỏng và nhỏ mềm như thế này sẽ hỗ trợ làm sạch và không ảnh hưởng đến, không gây ảnh hưởng nhiều đến bề mặt mà chúng ta làm sạch. Sở dĩ mâm bàn chải mềm này được đầu tiên sử dụng cho các bề mặt sàn đá cũng như là những bề mặt sàn cần được bảo dưỡng, bởi vì những sợi cước này rất là mềm và không gây ảnh hưởng nhiều tới mặt sàn trong quá trình làm vệ sinh cũng như là quá trình làm sạch. Mâm thứ hai là mâm bàn chải cứng. Thì mâm bàn chải cứng này được thiết kế với những sợi cước cứng như thế này. Mâm bàn chải cứng này được thiết kế với những sợi cước cứng như thế này thì hỗ trợ chúng ta làm sạch ở những bề mặt gồ ghề, những sàn nhà không được bàn phẳng hoặc là những sàn bê tông. Thì khi mà chúng ta sử dụng những mâm bàn chải cước cứng như thế này sẽ làm sạch bề mặt một cách triệt để và giúp chúng ta đánh bay được những vết bẩn cũng như là vết ố trên mặt sàn. Mâm thứ ba là mâm gai. Mâm gai này được thiết kế với những đinh gai như thế này để chúng ta gắn bát vào để sử dụng. Thì đây là một phụ kiện cũng không thể thiếu trong việc vệ sinh cũng như là đánh bóng sàn. Thì mâm gai này được thiết kế hình tròn vừa vặn với khung của máy trà sàn, thì sẽ sử dụng kèm với những bát trà sàn tùy vào công dụng cũng như là đặc thù công việc mà chúng ta sẽ lựa chọn những bát trà sàn hợp lý hơn. Thì tại Superfast hiện tại đang cung cấp những bát trà sàn như thế này. Đây là bát trà sàn màu đen với thiết kế những sự cước dày và cứng. Thì bát trà sàn màu đen này khi kết hợp với mâm gai sẽ giúp vệ sinh những sàn gạch bị ố vàng hoặc là những bề mặt sàn bê tông và làm sạch sàn tốt nhất. Thứ hai là bát trà sàn màu đỏ, được thiết kế với những sợi cước mềm hơn bát màu đen nhưng mà vẫn có độ cứng. Chúng ta làm sạch ở những sàn bề mặt sàn gạch, sàn đá, vân vân. Và thứ ba là bát trà sàn màu trắng. Đây là bát trà sàn mềm nhất được sử dụng để đánh bóng những bề mặt đá granite, đá mút bùn hoặc là những bề mặt sàn gạch mà cần làm bóng. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn những mâm bàn chải hoặc là những phụ kiện có khung phù hợp với máy của mình đang sử dụng. Thì trên đây là những phụ kiện đơn giản mà đi kèm với một máy trà sàn để hỗ trợ trong công tác làm sạch cũng như là vệ sinh thảm, vệ sinh sàn gạch, đá vân vân. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ vào website dienmaydanang.com.vn hoặc là hotline đã hiện sẵn lên màn hình. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi.